Ok các bạn ơi, các bạn cho mình xin 30 giây để mình xin giới thiệu với anh em một cái shop mới mà mình mới vừa mở ra nha. Thì shop này có tên là shop phong cận tv.com. Thì cái shop này nè là mình có bán rất là nhiều những cái tài khoản như là Liên Quân Mobile, Free Fire, Liên Minh Huyền Thoại, VUBG và rất là nhiều những cái tựa game khác nên là anh em có thể tham khảo nha. Thì mình sẽ để link shop của mình ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nào mà các bạn muốn mua tài khoản thì các bạn có thể vào đây để mua nha. Thì shop của mình còn có rất là nhiều những cái dịch vụ rất là hay cho anh em ở đây. Và nếu như anh em ủng hộ cho mình nhiều á thì mỗi cuối tuần, mỗi buổi chiều mình sẽ làm một cái event để tặng những cái tài khoản game miễn phí cho anh em nha, tặng miễn phí luôn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, yêu anh em vãi nồi. Shop phong cận tv.com, shop bán nick, dịch vụ thẻ cao, ai muốn mua nick thì nhào vào mua ngay. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật Ký Luyện Rồng. Ta-da! Ok, thì mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay mình cùng với lại Sammy sẽ tiếp tục cái series này nha anh em. Thì như anh em có đã biết á, trong tập trước á là bọn mình đã thu phục được ở quên nhầm, đã ấp được một con rồng mà. Con rồng gì ta, rồng gì nha, quên tiêu rồi. Rồng lá cây nha anh em. Đây là một con rồng lá cây đó. Bọn mình đã ấp được con rồng lá cây nè. Bây giờ bọn mình muốn đi kiếm một cái yên để cưỡi nó anh em ơi. Bây giờ mình phải đi kiếm một cái yên đã. Thì bây giờ cái yên mình Sam nhớ là mình mua cái yên ở chỗ nào không? Hình như bên kia đúng không? Ông này có bạn đúng không nhỉ? Tào lao, cái ông ở trên thuyền á. Cái ông trên thuyền ông bán yên chứ làm gì ở trên núi. Ok, qua đây nè. Thì mình nhớ lần trước á thì mình mua cái yên của cái con rồng đầu tiên của mình hình như là bằng người ta 45 con cá thì phải. Cho nên bây giờ mình phải đi bắt cá tiếp để có thể mà có cá và đổi cho ổng. Đây để mình làm cho Sam với mình mỗi đứa một cái giáo để đi bắt mấy con cá nè. Hình như là 45 con thì phải. Đúng rồi, trong tập đầu tiên á, các bạn nào xem tập đầu tiên chắc là các bạn sẽ biết. Ok, đi. Nè, anh em có thấy cái chiếc thuyền của ổng bên đó không? Ở cái chiếc thuyền có cái ngói màu đỏ đó anh em. Đó chính là chiếc thuyền của cái ông mà bán yên đó anh em. Qua đây Sam, qua đây. Ok. Chúng ta sẽ xuống đây cho nó bắt cá nè. Một con. Ok. Hai con, ba con. Trời ơi nhiều quá nhiều. Bốn con nè. Ok. Bắt khi nào đủ rồi kêu tôi nha. Cá nè. Trời con cá nè. Trời con cá nè. Ok. Ui, cái cây giáo này nó phóng con cá được luôn Sam. Coi nè con cá màu trắng nè. Phóng nè. Ok, chết con cá luôn. Trời ơi tội nghiệp con cá quá. Ok, bắt cá nè. Ôi. Ui. Mấy con cá này nó rơi được cái cục màu nữa nè. Sam bắt được nhiêu con rồi Sam? Tôi được 26 rồi. 26 con hả? Tôi được 20 mấy con này. Chắc cũng đủ rồi. Lên. Được rồi. Tôi nghĩ như đây đủ rồi. Bê lên. Qua đây nè. Trong bán thuyền bán yên ổng nằm trên đây nè. Đây chính là cái ông bán yên nè anh em. Đó, nhìn mặt khá là đẹp trai luôn. Cho tôi mấy con cá coi. Đưa đây. Đây. Cá nào? Ok rồi. Bây giờ mình sẽ đem rồi 50 con cá luôn. Ok, mình sẽ đổi cho ổng nha. Đây một cái yên nè, bằng 45 con cá. Rồi, ok, chúng ta đã có một cái yên rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta gắn cái yên này vô cho con rồng. Chúng ta có thể cưỡi được con rồng nha anh em. Quá đỉnh luôn đúng không? Ok, để mình lại mình. Tôi yên đi, tôi đã lắp cho. Hả? Không sao. Để tôi lắp cho, tôi nhường cho bà con rồng này đó. Trời ơi, tôi không thèm đâu, làm gì ghê vậy. Con rồng màu xanh nè, tôi nhường cho bà luôn đó. Ok, để tôi lắp yên đó cho. Ok, bấm mọi người nó nè, sau đó gắn cái yên mọi người nó nè. Ok, vậy là cưỡi được nó anh em, để mình cưỡi thử nha. Ui. Ôi, đi ra ngoài thử coi. Ê, đi ra ngoài. Ôi, bị kẹt rồi, ra ngoài không được. Ôi. Được. Ủa nó to quá, trời ơi, to quá. Nó to quá. Kẹt rồi, đập cái hàng rào đó. Hàng rào hả? Đập cái hàng rào ra xong cho nó ra. Đập cái hàng rào bên đây nè bà. Trời ơi. Bên đây nè. Thôi rồi, bà tránh ra luôn. Tôi đập cho. Trời ơi trời. Cái bà này. Hậu đậu quá. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cưỡi người nó thử nha. Đó. Leo lên nè. Ok, chạy ra. Ôi con rồng đi nhanh quá Sam ơi. Ui. To vậy? Ui coi đi nhanh không kìa. Ui con rồng này đi đúng nhanh luôn á. Ui Sam nhìn tôi nè, thấy tôi trên người tôi chớp lên nè. Ôi, anh em ơi, lại tiếp tục ngồi lên trên đầu của con rồng anh em ơi. Phải nồi được. Cầm hai lò mùi đó kìa. Không cầm. Không, anh em thấy mình ngầu không? Ngồi trên con rồng nè, cầm cái giáo nè, đâm nè, anh em thấy mình ngầu không? Trời quá ngầu rồi đúng không? Con rồng này á, mình thấy một đặc điểm anh em là nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Ôi để coi, chạy cực kỳ nhanh luôn nha. Ôi, lắc. Biết bay hả? Nó biết bay rồi. Ui nhanh quá. Ôi bay hả? Đâu từ tôi thử coi nó có bay cao hơn con rồng kia không nha. Ok. Biến mất luôn, tôi không thấy mặt đất luôn nè. Ôi.
Ôi tôi lỡ nhảy xuống rồi. Ủa mày quá, xé nó tôi chết con rồng luôn rồi, mày quá. Ôi con rồng nhảy đúng cao luôn anh em ơi. Ô Sam lên Sam ngồi thử coi. Sam. Sao? Bà ngồi ở chuột con chuột phải. Lít chuột phải vào là bà ngồi đã được đó. Lít vô. Lít không được. Được mà. Đây. Nè coi nè, vô đây. Rồi. Ngồi bà ngồi thôi. Mà lít vô cái bụng của nó, cái bụng của nó bà mới leo lên được. Nè. Ồ, trời ơi. Ôi. Cái gì nhảy cao vậy? Từ từ thôi chứ. Ôi, chết nó bây giờ. Ôi. Ha, đừng quậy nữa, đừng có quậy nữa. Đem con rồng bỏ nó vô trong chuồng đi cho nó ở nghỉ đi. Trời từ nãy giờ quậy hơi nhiều đó. Đi. Trời mới quậy xíu mà. Đem bỏ nó vô trong chuồng đi, tôi đóng cái chuồng lại nè. Rồi đi ra. Đi ra ngoài, tôi đóng cái chuồng lại. Ok, trời ơi. Ui, thôi rồi, bây giờ chúng ta vào tiếp tục sinh tồn thôi. Vậy là chúng ta đã cưỡi được con rồng rồi anh em ơi. Quá đỉnh luôn, để tôi lấy đồ cho bà sinh tồn nha. Ơi, để xem coi. Ủa cái gì đây? Ủa hồi nãy. Ủa cái này là gì đây? Hồi nãy mình có thấy đâu ta? Ủa cái gì à? Để mình đọc coi. Cái này là gì nha? Ủa cái lá thư hả? Xin chào, tôi là thuyền trưởng đây. Hãy đến thuyền tôi có cái này cho anh. Ôi, lá thư của thuyền trưởng Sam ơi. Ôi, vậy là thuyền ông thuyền trưởng ổng kêu tôi. Ok từ từ thôi để mình lại thuyền có ông thuyền trưởng cái ổng kêu mình có chuyện gì nè. Đi. Trời ơi trời. Từ nãy giờ quậy con rồng nhiều quá chắc con rồng nó cũng mệt đâu mà thôi mình đi bộ đi khỏi cưỡi rồng đi. Chứ chắc mình cưỡi rồng đi đến chỗ mấy ổng không Sam. Ủa là sao? Lê Quốc cưỡi rồng ấy không cưỡi rồng xong ba phải. Cưỡi mấy con rồng đi đến chỗ mấy ổng. Ok từ từ. Ok tôi đào cái hàng rào đó nè. Rồi ok. Cưỡi con rồng đi qua chỗ mấy ổng nha. Rồi. Bà cưỡi con rồng đi, tôi cưỡi con rồng này. Ok đi. Ơi bà đi chậm thôi, chờ tôi với con rồng của bà đi nhanh chứ con rồng của tôi đi chậm lắm. Rồi là trời. Rồi đi. Ok. Ủa hay con rồng của tôi là con rồng mẹ mà, con rồng mẹ nó già rồi cho nên nó phải đi chậm thôi, còn con rồng của bà là con rồng con. Nó khỏe hơn thì nó đi nhanh là đúng rồi. Ôi yeah. Trời. Ui nhanh chưa? Đi từ từ thôi qua đây. Ok thuyền trưởng kìa. Ok, để mình vào chào hỏi thuyền trưởng cái đã. Tôi là Phong Cận, xin kính chào thuyền trưởng ạ. Dạ, không biết là ngày kia bọn tôi nó có chuyện gì không ạ? Ủa, sao ở đây có con cá bự thế? Ui, Sam ơi, lần đầu tiên tôi thấy trong Mini World có con cá bự vậy luôn á trời. Không, con cá ai biết bơi trên mặt đất. Ui, lạ đi. Trời ơi, người ta bắt nó, ta quăng lên trên mặt đất á, chứ đâu mà bơi trên mặt đất. Bà nó đang dãy dụa, nó đang đau đớn luôn kìa. Ủa, quên. Ủa mà thuyền trưởng kêu tôi qua đây có chuyện gì không ạ? Thật ra là không có gì đâu. Chẳng qua là ta mới kiếm được một con cá này và ta thấy là con cá này khá là to và khá là ngon, cho nên là ta tính là sẽ làm thịt nó để ta với cậu cùng nhau nhậu một bữa. Không biết là ý cậu như thế nào hả? Hả cái gì? Ồ, ngài bắt được con cá này và ngài mời tôi ăn thịt con cá này hả? Ôi ngài ơi, nhưng mà tôi thấy nè, con cá này nè nó cũng bự ơi là bự luôn. Nói chung á là mấy con cá nhỏ mình còn ăn được, còn con cá này nó bự vậy nè, tôi nghĩ con cá này chắc là cũng là con cá mà cái nó sống thọ lắm luôn á, con cá này chắc là sống được mấy trăm năm luôn rồi đó cho nên nó mới bự vậy nè. Thôi chúng ta làm đất đi. Tôi nghĩ là chúng ta làm đất chúng ta thả nó đi tại vì con cá này chắc là cá tiên hay gì á, tôi nghi là như vậy á bởi vì chưa bao giờ thấy một con cá nào mà to nhất. Tôi có nói thật là con cá này to nhất trong Midway luôn quá. Con cá xanh này nè. Lần đầu tiên tôi thấy một con cá xanh mà. To gần bằng người tôi là coi nè tôi nằm xuống nè. Nó to. Nó to bằng tôi luôn á. Ghê không? Ôi dễ sợ thật. Thôi tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên thả đi ngài thiền trưởng ơi. Vậy hả? Thôi được rồi. Nếu như mà cậu không muốn thì cũng không sao. Thôi coi như ta tặng cậu con cá, coi như là cảm ơn cậu lần trước đã sửa cái thuyền giúp cho ta nha. Cảm ơn cậu, tặng cậu con cá đó. Dạ, cảm ơn thuyền trưởng. Trời ơi, cảm ơn thuyền trưởng đã tặng tôi con cá này nha. Ok, từ từ tôi đem con cá về nha. Dạ, cảm ơn ngài thuyền trưởng, cảm ơn ngài rất là nhiều ạ. Cảm ơn ngài. Dạ. Rồi đem con cá về Sam, đem về. Ok mọi người ơi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đưa con cá này về lại sông nha. Đây chính là cái sông nè anh em. Đúng rồi, cái sông này nó chảy dài ra kia. Mình nghĩ là mình sẽ thả con cá xuống đây. Ok, từ để mình thả con cá xuống nha. Thôi, trời ơi, con cá đâu rồi? Thả nó xuống đây. Ôi, ok rồi, con cá này nè anh em. Thôi, chuẩn bị thả xuống nha. Ok, về biển đi. Rồi, tạm biệt cá nha. Cá về biển an toàn nha. Bọn tôi là, coi như là bọn tôi là lần này là cứu cá đó. Cá đừng bơi lên bờ cho người ta bắt nữa nha cá. Ok, bọn tôi phóng xanh á. Ok, tạm biệt cá nha. Cá bơi về đi nha. Ok, thôi, chắc bọn mình cũng về nhà thôi Sam ơi. Ok, thôi bọn mình về nhà tiếp tục sinh tồn thôi nào anh em ơi. Hai người này thật là tốt quá đi. Nhất định sau này khi có cơ hội mình sẽ trả ơn hai người này.